Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học ngữ pháp tiếng Trung cùng Sweden. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng của sẵn do. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ nghĩa của từng từ sẵn do. Qua đó, phân biệt cách dùng giữa sẵn do có những điểm nào giống và khác nhau. Cụ thể là gì? Mời các bạn cùng vào bài học ngày hôm nay. Từ sẵn, các bạn cần nhớ ba nghĩa đều rất thường dùng đến. Đầu tiên, muốn thì các bạn dùng sẵn cộng với động từ. Chẳng hạn, mình muốn có rất nhiều tiền, chúng ta có động từ có là 我想有很多钱. Hoặc mình muốn đổi điện thoại, 我想换手机. Khi xiang kết hợp với động từ, nó có nghĩa là muốn, muốn làm một việc gì đó. Và nghĩa thứ hai chính là nhớ. Mình rất nhớ chồng mình. Chồng mình chính là 我老公. 我很想我老公. 我很想我老公. Hoặc mình rất nhớ Việt Nam, nhớ đất nước Việt Nam, chúng ta dùng 我很想越南. 我很想越南. Có thể là các bạn đi du học ở nước ngoài, sinh sống ở nước ngoài, thì các bạn thấy các bạn rất nhớ Việt Nam, thì chúng ta sẽ dùng đến từ 想. 我很想越南. Và nghĩa thứ ba, nghĩ, suy nghĩ. Chẳng hạn, để mình nghĩ xem, để mình nghĩ thử. 让我想一想. Hoặc là mình đang suy nghĩ là tối nay ăn gì, thì động từ nghĩ này chúng ta dùng từ 想. 我在想今晚吃什么. Vậy các bạn muốn hỏi là bạn đang nghĩ gì đó, đang suy nghĩ gì đó, thì chúng ta dùng đến động từ này. 你在想什么? Và các bạn hãy trả lời đang nghĩ về việc gì đó. 我在想. Vậy đến đây các bạn nhớ ba nghĩa rất thường dùng của từ 想. Chính là khi kết hợp với động từ có nghĩa là muốn, muốn làm một việc gì đó. Nghĩa thứ hai là nhớ. Và nghĩa thứ ba chính là nghĩ, suy nghĩ. Do có nghĩa đầu tiên là muốn, thì nó đồng nghĩa với từ 想. Tuy nhiên phía sau các bạn có thể cộng với động từ hoặc là danh từ. Chẳng hạn mình muốn học võ. 我要学武术. 我要学武术. Hoặc các bạn kết hợp phía sau do chính là danh từ. Mình muốn 2 ly cà phê. 我要2杯咖啡. 我要2杯咖啡. Vậy với nghĩa muốn, do có thể cộng với động từ hoặc là danh từ. Thứ hai, do còn có nghĩa là phải, nên. Chẳng hạn, mình bị cảm rồi, mình phải đi bệnh viện khám bệnh, thì chúng ta có thể dùng từ do. 我要去医院看病. 我要去医院看病. Mượn đồ thì phải trả lại, thì chúng ta dùng từ 要. 借东西要还. 借东西要还. Thứ ba, 要 có nghĩa là sắp. Sắp xảy ra một việc gì đó, sắp làm một việc gì đó. Có lẽ sắp mưa rồi. 可能要下雨了. 可能要下雨了. Hoặc là trời sắp tối rồi, trời gần tối rồi, nhanh đi thôi. 天要黑了,快走吧. 天要黑了,快走吧. Vậy ở đây các bạn nhớ ba nghĩa thường dùng của từ 要. Đầu tiên nghĩa là muốn, và phía sau 要 có thể là động từ hoặc là danh từ. Nghĩa tiếp theo là phải, nên. Và nghĩa thứ ba nghĩa là sắp. Vậy giữa sẽ, do
với nghĩa là muốn, phía sau là động từ, thì giữa hai từ này có sự khác nhau như thế nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy cùng một ví dụ là mình muốn uống cái này. Các bạn có thể nói 我想喝这个, hoặc các bạn dùng 我要喝这个. Nghe qua các bạn cũng có thể cảm nhận được là khi các bạn dùng từ xiang thì cái yêu cầu, cái mong muốn đó nghe ngữ điệu nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn ngữ khí khi các bạn dùng từ giọng thì nghe có vẻ nó sẽ mạnh hơn và nó mang tính đòi hỏi nhiều hơn. Hoặc các bạn có ví dụ là mình muốn đi bơi, 我想去游泳. Hoặc các bạn muốn thể hiện ngữ khí là mạnh hơn, mang tính đòi hỏi cao hơn thì chúng ta dùng từ giọng, 我要去游泳. Chẳng hạn như con của các bạn ha, bây giờ nó rất là muốn đi bơi thì nó có thể đòi các bạn đi bằng mẫu câu 我要去游泳. Và trường hợp thứ hai giữa sẵn nhau với nghĩa là muốn thì các bạn đến ví dụ sau đây: mình muốn giảm cân, 我想减肥. Hoặc 我要减肥. Khi các bạn dùng từ sẵn, đôi khi đó chỉ là cái việc các bạn nghĩ tới, các bạn mong muốn, nhưng liệu các bạn có hành động, có thực hiện hành động đó hay không thì không chắc chắn. Các bạn thấy nhiều người họ có body đẹp thì các bạn muốn giảm cân, tuy nhiên các bạn không có thực sự có một hành động cụ thể để thực hiện việc giảm cân, thì chúng ta sẽ dùng từ sợ. Còn khi các bạn dùng từ 我要减肥 thì nó lại thể hiện các bạn là khát khao, mong muốn cao hơn và khả năng các bạn sẽ có những hành động cụ thể. Chẳng hạn các bạn sẽ uống thuốc giảm cân, tập thể dục, lên kế hoạch là mình sẽ ăn uống như thế nào. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng từ giàu để thể hiện cái mong muốn và khát khao đó. Tương tự, khi các bạn nói là mình muốn ăn mì Ý thì các bạn cũng có thể dùng 我想吃意大利面. Italy chính là nước Ý. Hoặc 我要吃意大利面. 想 thì có nghĩa nhẹ hơn, có thể sẽ không xảy ra một hành động nào hết. Các bạn nằm đó, ngồi đó, các bạn cảm thấy là mình muốn ăn nhưng mà các bạn không có quyết định là sẽ order về ăn hoặc là các bạn nấu ăn. Còn ví dụ các bạn dùng từ giàu thì mong muốn này có thể sẽ dẫn đến hành động là các bạn vào bếp nấu ăn, hoặc các bạn là đi order đồ ăn về ăn, hoặc cũng có thể là các bạn đang ở nhà hàng và các bạn muốn ăn món này. Vậy thì giữa sẵn, giọng phía sau là động từ với nghĩa là muốn, thì các bạn sẽ thấy từ sẵn ngữ điệu nhẹ nhàng hơn và thường trong bối cảnh là mình mong muốn và mình nghĩ tới. Còn đối với từ giọng thì ngữ khí nó sẽ mạnh hơn, nó mang tính đòi hỏi hơn và khả năng thì các bạn sẽ có một hành động cụ thể cho cái việc đó. Nên khi các bạn muốn yêu cầu, muốn được làm một việc gì đó thì thường chúng ta sẽ dùng giọng. Sẵn, giao đều là động từ đa nguyện thể hiện là muốn. Sẵn nghĩa là biểu thị mong muốn, dự định, yêu cầu với ngữ khí nhẹ nhàng hơn. Chẳng hạn như có rất nhiều học sinh nước ngoài muốn đến Trung Quốc du học. Đây là mong muốn và dự định của họ. Chúng ta dùng sẵn. Hẳn tua ngoài của sẻ sân, sẵn lại trung của liễu sẻ. Hẳn tua ngoài của sẻ sân, sẵn lại trung của liễu sẻ. Bạn muốn học Thái cực quyền không? 你想不想学太极拳? 你想不想学太极拳? Còn từ giao bên nghĩa là muốn, nó còn có nghĩa là cần phải, thì nó biểu thị về yêu cầu làm một việc gì đó ha, hoặc là khát khao làm một việc gì đó với ngữ khí đó mạnh hơn so với từ sẵn. Để học tốt tiếng Trung, mình muốn đi Trung Quốc. 为学好汉语，我要去中国. 为学好汉语，我要去中国. Bạn muốn cuốn sách này không? 这本书你要不要? 这本书你要不要? Cả hai trường hợp khi các bạn hỏi là có muốn không, 想不想, 要不要, thì khi trả lời ở dạng phủ định là không muốn thì các bạn dùng
bù xiǎng hoặc là bù yuàn yì. Mình muốn ăn, không muốn nấu. Wǒ yào chī fàn, bù xiǎng zuò fàn. Wǒ yào chī fàn, bù xiǎng zuò fàn. Ha, chúng ta không dùng ở đây là bù yào mà sẽ là bù xiǎng. Vậy bù yào nó sẽ mang nghĩa là đừng, chớ, không nên là một việc gì đó, nghĩa tương đương với từ bỉa. Phi cả nhà đừng nói chuyện, xin cả nhà đừng nói chuyện. Xin ta gia bù yào suo hoa. Xin ta gia bù yào suo hoa. Đừng sợ, các bạn xem phim sẽ thường nghe thấy mẫu câu này. Bù yào hai pa. Bù yào hai pa. Xiǎng, yào khi kết hợp với động từ đều có nghĩa là muốn, như vừa rồi các bạn học. Trường hợp thứ hai, khi phía sau xiǎng, yào là danh từ thì nó sẽ có nghĩa khác nhau. Yào cộng danh từ thì nó có nghĩa là muốn một thứ, một vật gì đó. Và thường chúng ta sẽ dùng 我要 mẫu câu này để chúng ta gọi món, như mình muốn một ly bia. 我要一杯啤酒. 我要 Y bay phí chậu. Mình muốn một đứa con. Wǒ yào yǐ gè hái zì. Wǒ yào yǐ gè hái zì. Hoặc mình muốn một món quà. Wǒ yào yǐ gè lǐ wù. Wǒ yào yǐ gè lǐ wù. Còn từ xiǎng, khi phía sau đó là danh từ thì nó có nghĩa là nhớ. Em nhớ anh. Wǒ xiǎng nǐ. Wǒ xiǎng nǐ. Mình nhớ chú mèo con của mình. 我想我小猫. 我想我小猫. Hoặc là mình rất nhớ nhà. 我很想家. 我很想家. 想要 nghĩa là muốn. Và 90% trường hợp chúng ta sẽ dùng phía sau là danh từ. Nó sẽ giống với trường hợp này của 要. Nên ở đây thay vì 我要一杯啤酒, các bạn cũng có thể nói 我想要一杯啤酒. 我想要一个孩子. 我想要一个礼物. Vậy khi các bạn nói muốn một đồ vật gì đó, các bạn có thể dùng 要 hoặc là 想要. Vậy là chúng ta đã học xong nghĩa và cách dùng của ba từ 想 yào, xiǎng yào. Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.